Hi, xin chào anh em, mình là Việt Anh và chào mừng anh em đã quay trở lại với ETFB Việt Nam. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em American Hilkey 3288-20 sản xuất tại Nhật Bản. Thiết bị được thiết kế nhỏ gọn và với nhiều tính năng đặc biệt. Ngay bây giờ, hãy cùng mình tìm hiểu chi tiết nhé. Bộ sản phẩm American Hilkey 3288-20 gồm có một máy đo chính, bộ dây đo hai cực, túi vải đựng máy, hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Nhật của nhà sản xuất. Hilkey 3288-20 được thiết kế giảm bỏ túi trọng lượng nhẹ chỉ khoảng 150g, anh em có thể mang theo bất kỳ nơi nào. Vỏ máy làm từ nhựa cao cấp rất cứng cáp, chịu được va đập. Máy hoạt động bình thường dù rơi ở độ cao 1m xuống đất. Màn hình LCD hiển thị số đo rõ nét, có tốc độ phản hồi nhanh. Phần kẹp hàm được cải tiến, có khả năng mở rộng lên tới 35mm. Hàm kẹp này dễ dàng tiếp xúc với mọi tiết diện dây dẫn khác nhau. American 3288-20 là thiết bị đo đa năng, chủ yếu đo dòng điện AC và DC. Ngoài ra, chúng còn hỗ trợ đo điện áp AC-DC, đo thông mạch, trở kháng, hỗ trợ đo công suất tiêu thụ năng lượng đơn giản. Khả năng đo dòng điện đạt mức 1000A, đo điện áp AC-DC 600V, điện trở 42 MΩ. Đặc biệt, American Hilkey 3288-20 có khả năng đo chu RMS, cho phép đo chính xác dòng điện đầu vào mặc dù bị nhiễu sóng. Với tính năng này, American Hilkey 3288-20 rất thích hợp để kiểm tra và bảo trì biến tần. American Hilkey 3288-20 đi kèm với các tính năng khác như tự động tắt nguồn để tiết kiệm pin, âm báo, giữ dữ liệu, chuyển đổi đo điện áp một chiều và xoay chiều, thiết bị đạt chuẩn an toàn điện Cat 4 600V, Cat 3 1000V, nên bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng. Cách sử dụng American Hilkey 3288-20 rất đơn giản, anh em phải làm những bước như sau. Bước 1. Xác định thông số cần đo, ví dụ bạn muốn sử dụng American để đo dòng điện, điện áp hay điện trở. Bước 2. Di chuyển thiết bị đo đến thang đo mong muốn, ví dụ đo dòng AC, bạn chỉ cần di chuyển thang đo về chữ A có dấu ngã. Bước 3. Mở hàm, kẹp vào dây dẫn cần đo, đọc thông số trên màn hình. Và bây giờ thì Vy Anh sẽ tiến hành đo điện áp ổ điện nhé. Đầu tiên chúng ta cắm dây đo vào máy. Tiếp theo mở máy lên và xoay sang thang đo điện áp và lấy hai que đo chạm vào hai điện cực của ổ điện. Đây là điện áp của ổ điện nhé. American Hilkey 3288-20 mang đến đầy đủ các tính năng cần thiết, đáp ứng tối đa nhu cầu sử dụng của khách hàng. Như vậy là Brand vừa đánh giá xong sản phẩm American Hilkey 3288-20. Hiện tại sản phẩm đang được bán với giá tham khảo khoảng 3,7 triệu đồng, bảo hành 12 tháng trên toàn quốc. Anh em có nhu cầu muốn mua sản phẩm này chỉ cần nhấc máy gọi hotline 0904 810 817 hoặc truy cập vào website maydochuyenduong.com hoặc thbvietnam.com để mua hàng nhé. Còn bây giờ thì Brand xin chào biệt và hẹn lại anh em trong những video sau.